Xin kính chào ông bà cô chú, anh chị em và các bạn đang xem kênh Tư Tài Vlog nha. Chào mừng chúc cả nhà mình một ngày mới thật nhiều sức khỏe và luôn bình an. Thì sáng nay mình cũng đi ra cắt cỏ sớm cả nhà. Bò thì còn nằm nè. Bây giờ mình sẽ dọn dẹp cái máng rồi xong rồi cho bò uống nước cám. Thì cỏ mình cũng đã cắt rồi ha. Chút xíu nữa thì sáng mình cũng có mượn anh Sáu ra để giá cỏ vô cho Nguyệt. Chút xíu nữa anh Sáu cũng sẽ ra giá. Hôm nay thì anh Tèo cũng còn đau lắm cả nhà, cho nên Nguyệt kêu ở nhà không cho đi. Nguyệt mời cả nhà theo dõi video hôm nay của gia đình Nguyệt nha. Bây giờ thì bò Nguyệt cũng đã cho uống xong rồi nè. Bây giờ mình sẽ dỗ chuồng bò. Ủa anh mới ra hả? Sáng em cắt cỏ rồi, chút xíu nên Sáu ra giá. Ra làm được gì? Chỉ được vô chuồng nè. Vô chuồng được không? Đứng được luôn. Gì được nhưng mà không là không được. Anh tính à, em gọi em vô chuồng. Cái gì phụ phụ. Anh vô, anh vô đi. Ở đây thì ông xã một tấm bò cũng gần xong rồi nè cả nhà. Ông Sáu cũng ra giá được chắc phân nửa rồi đó. Bỏ xích này hay bỏ thằng bỏ anh bỏ khớp này lên Sáu. Vậy đó. Chia ra là ừ vậy đó. Anh Sáu dạ tiếp. Anh Sáu bỏ cỏ cũng khá anh nữa. Đâu có giống rồi thấy không? Em gom xong rồi để đó rồi em Sáu bó lại. Mỗi người có cái phong cách khác nhau. Em dục bó này cũng được đó, dục bó này cũng được đó. Dục bó này cũng được. Ôm dục bó này cũng được đó. Chị dùng được lắm ha. Lần này dục lại. Bình thường ông xã mình dục cỏ đẹp lắm cả nhà. Nguyệt mà có vợ chuồng rồi là ông xã mình cũng dành dục cỏ nữa, nhưng bữa nay không dành nha. Không dám dành. Cố gắng vài ngày phải khỏe thì những công việc này Tèo làm rồi đó nha. Uống thuốc thì hôm qua nay nói chung cũng đã đỡ thôi, cũng còn đi nó còn thốn. Hôm nay anh cắt được 12 bó à? 12 anh cắt được 2 nha. Tại vì cái đường cỏ cái nha, cuối vườn á, cuối vườn nó hơi xa, cho nên anh Sáu giá ăn chiến là lâu vậy lắm. Đây, ở đây anh Sáu đây cả nhà. Chở nhà á. Hôm nay gắt cỏ tiếp Tèo. Hết chưa Sáu? Hết rồi. 12 bó. Anh Sáu hồi qua ăn cơm với vợ chồng em. Thôi, anh có một chuyện rồi, chị dạ. Sáu không có nấu cơm rồi. Dạ, về ăn cơm với vợ. Dạ, anh đi với cồn nữa. Dạ. Cảm ơn anh Sáu nha. Rồi. Anh về đi một chuyện đi. Dạ. Thì Nguyệt cũng có mượn anh Sáu giá cỏ tiếp cả nhà. Thì cũng cho tiền anh Sáu uống cà phê. Anh Sáu thì làm thợ hồ nè, rồi ai mướn anh Sáu đào đất hay là làm việc gì đó thì anh Sáu cũng làm hết. Anh Sáu thì cứ lưu tượng, làm gì ra tiền anh Sáu rồi. Đào đất đặt đó anh, với móc mương, móc sình này kia nè. Ai mướn làm thợ xây thì làm thợ xây, ai muốn làm cu ly thì làm luôn. Làm để kiếm tiền lo cho gia đình, lo thêm cha già nữa. Lúc trước thì mẹ già, mẹ cũng qua đời, mẹ cũng nằm chỗ. Chị Sáu ở nhà lo cho mẹ, cho cha. Anh Sáu thì bươn chải để lo cho gia đình. Tại giờ này ngồi kiểu này là nó mấy không ra rồi nha. Nãy dậu chuồng đứng có chút xíu mà tốn. Tốn tới giờ ngồi cái thơ đất ngồi nè. Cha đỡ chút xíu mà về. Rồi, giờ mình đi vô. Lo cho bò xong, bây giờ tới thu hoạch rau muống cái này, vô làm cơm ăn.
Xin chào một cô chú. À, bé Út thì phụ một quay, còn Thảo Quy thì phụ cắt rau. Anh Tèo nó đau lưng rồi, cho nằm nghỉ. Rau muốn mình cắt gì là mau ăn lắm cho nhỉ. Quá trời no. Cắt con nửa thôi đâu. Nè con cắt hết này nữa nè. Cắt bên con. Để mẹ đi cắt thêm một ít bạc lan. Bạc lan nữa chắc mơ chiều chắc mày cũng dẹp quá. Ông xã cũng trồng bên đó rồi. Khi nào mình rảnh mình dọn cái này cho trống nha. Để tùm quá sợ gắn vít ở. Không hay rồi khi mình ngồi trong chòi bò lên. Giữa cái bọc ngon ngon. Cắt hết chỗ nãy mẹ nói thôi nha con. Dạ. Thì cắt đủ ăn thôi. Chừa đó lại chiều mơ mình xào, mình có xào mình xào. Đâu rồi, Thao đưa cho mẹ coi. Ở đọc lan đi. Đọc lan dưới mấy tốt. Xanh đậm. Đây có cây hạnh nữa. Dẹp cái đọc lan ra cho cây hạnh nó tốt. Rễ nè, lá khoai này chắc này cái củ tím của cả nhà. Rễ nè, rễ màu tím nè. Nó dẹp cho cây hạnh này tốt. Hạnh bự quá mà. Trời hả? Cái hạnh bự. Cái nào được con cắt đi. Đây được cây nghệ bún, dưỡng bụi nghệ bún. Rồi, được rồi con. Vô. Cắt hồi dơ nó canh chua ăn hết nè. Bây giờ vô để làm cơm trưa ăn cả nhà. Chào cả nhà. Hôm nay thì đi ruộng về á, có chạy mua được con cá chà bẹ nè. Mình sẽ nấu canh chua ha, chua thêm cà chua nè với đậu bắp với khóm rau cần nha, rồi mớ rau muống với đọt lan. Mình sẽ nhúng canh chua mình ăn sắc xả để muối một ít mì chiên nha. Còn trái hạnh nữa mẹ. Trái hạnh ăn mình nấu nước chua. Cá này chắc chia làm 3 món cả nha, một mớ thì muối chiên, còn mớ thì mình kho với nấu canh chua ăn một ngày luôn. Nãy thì mình định là muối xả để đó chiều chiên, mà hai bé muốn ăn muối xả chiên với canh chua thì mình cũng kho nữa với muối xả chiên nữa, nhưng mà kho để chiều ăn. Cắt vậy chưa ta? Cắt lá quá vậy. Mình cũng ớt kho, kho xong cái chiều mình sẽ đi hái rau đó, mình luộc mình ăn. Cha ngủ hả bé Út? Dạ. Để cho cha ngủ một chút đi. Cũng ông xã mình cũng về, cũng nằm dựng clip á cả nhà. Xong rồi thấy mệt trong người, uống thuốc nhiều khi say thuốc á, cái buồn ngủ. Rồi Nguyệt đi trà đi mua cá về, thì cũng không cho hay nữa. Hỏi cha đâu, nói cha ngủ thôi, để cho cha ngủ một chút. Giờ mình ướp. Hôm nay mình muối mặn mặn ăn với canh chua cả nhà. Đây là gia vị ha, bột ngọt hạt nêm dưới muối. Đây là xả, tỏi, ớt. Trời, có tay. Tay bị lỗi. Không biết để đây nữa, mình làm 20 phút cho nó thấm cái chiên. Mình ướp cá ha. Cá này bé đòi kho đây. Kho tiêu hả?
tiêu. Đây là củ hành tím, ớt với tiêu, mình để vô chút tiêu ha, coi cho nó thấm nó thơm. Đây là gia vị, đường, hạt nêm, bột ngọt, cho vô miếng nước mắm. Ướp mình để đây chừng 15-20 phút cho nó thấm, mình bắt lên mình kho. Cái cá nó cứng ngon lắm, nó thấm muối. Ở đây thì chế gần rửa gà phụ mẹ, rửa cho kỹ nha. Chứ hai thường cũng thường rửa cho rau cho mẹ mà. Con rửa nước đó xong hồi rửa lại nước nữa ha. Dạ. Chua ha, bắt miếng dầu lên mình xào xả cho ớt cho nó thơm á. Xả ớt, xả ớt. Đó thì cá mẹ ớt cũng thấm rồi ha. Giờ mình sẽ để vô một chiên. Sáng thì mình ăn cá nó canh chua như cá chiên nha. Ở đây phần nước canh chua nha, mình cho đường với muối vô. Đây là nước cốt hành nè, mình cho hết vô luôn. Cá thì cũng rửa sạch rồi, giờ mình sẽ cho cá vô luôn. Này là phần xương đầu đuôi ha, mình nấu canh chua. Cá cũng gần được rồi, mình sẽ để đầu bắp nè với gốc rau cần vô, cà chua luôn. Cho phần khóm vô luôn cả nhà. Cho sôi lên mình múc ra nồi lẩu. Giờ múc canh ra để dọn cơm ăn. Nãy mua con cá gần 3 kg ra. Kho ăn hết chiều ăn luôn. Nhắc cái nồi canh này xuống để nồi cá lên kho. Rồi thì lắp tổ phi nè, nồi gai nữa nè. Nhắc cái nồi canh chua xuống để cái chảo cá kho mẹ ớt cũng thấm rồi nè. Giờ mình đắp lên, lửa mình kho từ từ. Cá muối xả chiên cũng được nè, mình sẽ vớt ra. Cá này mình chiên không có hơi dầu cả nhà, hồi nãy dầu còn ít hơn nữa. Mình chiên cái nó ra mỡ, mỡ cá. Cơm thì mẹ Nguyễn Thị Nguyệt cũng đã chuẩn bị xong, thì cũng mời cả nhà cùng dùng bữa cơm trưa với gia đình Nguyệt nha. Rồi thì mời cả nhà ăn cơm với gia đình nha. Mời cả nhà dùng cơm nghe. Không, mà bà nội cha mẹ cô chú ăn cơm. Thịt cá chiên ăn đi con. Ăn ngon ngon không? Mặn là gì ăn? Ăn đi. Có ai chan không? Có dán. Cá canh chua này vô.
con để cưới này nè, chú ăn đi nha. Thấy nè. Mình lấy cho Thảo Quy này thôi. Này ngon lắm. Đây, em mẹ nóng nha. Là cả nhà ăn cá nó bên chua nha. Đây nè, cho bé Út nè. Đó. Nóng nha con. Ngon không? Béo rồi. Béo rồi. Nhãn hấp dẫn nữa, ăn cái ăn rồi bữa sống. Cái đuôi nè, nó quy ưa lắm nè. Để nguội rồi ăn nha con. Dạ. Có đầu dưới ta. Cái mang cá nè. Có rau lan nữa. Với lá rau cần á. Ít ít vừa. Bỏ hết thôi, cho mình ăn hết bỏ nữa. Cần bỏ nó thơm. Rút cái đầu ra đi. Rút tới không? Tới gần dưới lắm rồi. Mời cả nhà ăn cá nó con chua nha. Nhiều quá nóng. Cá cha này cái mang luôn. Tí muôn cá nhỏ. Mà mình đi trễ, chị nó bán còn cá bự không à. Chị nói cá bự ăn mới ngon. Thôi kệ đi. Nhìn con cá bự về luôn, ăn ngày luôn. Thì săn bắt được mua cá bự về ăn. Ăn ngày luôn. Bé thích cái lườn lắm mà. Lườn nè. Có lườn canh chua rồi. Nãy không nói gắt cái lườn canh chua. Cá ngon. Nên cắt cho muốn ăn luôn rồi nè. Không muốn ăn được rồi. Nắng tưởng ngày cái làm như nó hơi căng. Nó không mướt luôn. Ngon lắm mẹ. Ngon. Ngon. Ngon nhiều vô. Dạ. Sao đang chín. Ăn để lượng hết. Ăn lườn bóng mỡ. Làm giống lỏng không? Nó không gì đó. Ăn nó giòn luôn. Cái mẹ. Ăn gấp hết cái bỏ cát vô. Năm nay giờ mùa mưa mà cũng ít mưa ha. Nắng. Tháng 7 này ẩm bão mưa mấy bữa đó rồi nắng rồi. Trời năm rồi lượng mưa ít. Không biết sắp tới thì sao. Bây giờ trời bão á, ở đây mình mới mưa. Cho nếu bình thường là không mưa. Mấy năm trước thì mấy tháng này là mưa thúi đất luôn. Mưa nhiều khi không thấy mặt trời luôn. Thì tháng 9 tháng 10 mưa dữ lắm. Tháng 9 nước gầm rồi mưa mà. Chàng nước chua. Nước chua này ngon. Chàng hút ngon. Chàng không. Chàng nóng quá. Béo chàng không? Béo qua béo giống mẹ ăn nóng ngon giỏi lắm. Em thích ăn nóng. Mẹ ơi, không hiểu sao cũng thích ăn nóng nhưng mà cơm là thích.
Liền bỏ đạo vậy. Ngồi gì á thì im. Mà cậu đứng gì thì sao? Đứng gì thì chậu với cẩm á. Lương năm đó. Ở đêm nằm ngửa mà nằm không có nhúc nhích nha, nhúc nhích cho những tàu. Nó đồng hay chăn đổ cái gai á. Không có nghiêu ngoan như là nó đầm vô cái nó đào, nó đào nó lối vòng. Điên điên. Ngồi im thôi. Hồi sáng bữa giáo vùng giá nhiều bó. Con cắt 12 bó ăn được 2 ngày. 6 giá hết. Dạ, 6 giá. Con gà làm 6 giá gần gầu. Rồi cắt mướn nó giá đi. Cái bệnh mà giá cái nó bị. Còn giờ giá đâu có nổi đâu. Giờ không không được, nó đâu có giá được. Tạm thời thì nhờ 6 giá. Giờ cắt ngày ăn 2 ngày đi. Bướng nó giác nè, cho nó giác ăn 2 ngày. Hôm đó có công chuyện mà cũng không cắt được ngày ăn 2 ngày nữa. Tại vì cỏ mình còn nhỏ, mình cắt trước như vậy nó không lớn được á. Còn giờ cỏ cỏ đủ rồi, lớn rồi. Cũng gặp dưỡng. Dưỡng không? Sáu hơn anh Sáu lúc gà anh Sáu cũng ở nhà. Sáng em đi ra sớm thấy hỏi chị Sáu anh Sáu đâu. Rồi chị Sáu nói anh Sáu ổn ngoài vườn á. Anh Sáu thì làm thợ xong rồi làm việc cho bà con mình xung quanh đó cả nhà. Thì anh Sáu cũng có miếng vườn nho nhỏ để trồng ổi. Anh xiên lắm. Là trồng ổi là miếng vườn là ở dưới đất rồi không có cọng cỏ nữa. Rảnh giờ nào là anh ra anh làm vậy đó. Làm cỏ thôi, bột ổi, tỉa đập ổi vậy đó. Cái tháng 7 này là người ta không có mướn mạnh gì hết trơn. Cái tháng 7 này là thợ hầu đó. Thợ hầu là thất nghiệp. Ủa ông 8 nói đó. Ông nó thất nghiệp chết, không ai mướn mạnh chứ. Qua cái tháng 8, tháng 9 bắt đầu có công việc trở lại. Chú Tám nay nghe được phần quà mừng lắm cô Tư ơi. Cảm ơn Mạnh Thường Quân nhiều dữ lắm. Bữa cơm gia đình Nguyệt cũng đã ăn xong. Nguyệt xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video hôm nay gia đình Nguyệt nha. Nguyệt xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp cả nhà trong những video sau. Giờ Nguyệt chào cả nhà. Chào cả nhà. Con chào cô chú.